Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì trong mấy ngày qua chúng ta cũng đã có dịp biết đến triển lãm ô tô show Los Angeles 2021, và hôm nay là ngày cuối cùng của triển lãm ô tô show, chấm dứt vào ngày 28 tháng 11 năm 2021. Thì có nhiều khán thính giả đã gửi thư tin nhắn đến chương trình chúng tôi và hỏi là công ty VinFast đã nộp đơn phát minh và sáng chế như thế nào. Ở Hoa Kỳ họ có những cái bằng sáng chế hay không, rồi họ nộp bao nhiêu cái bằng sáng chế, vân vân. Nói chung là họ muốn tìm hiểu ở đất nước Hoa Kỳ này, nhân cái dịp mà VinFast trình làng hai mẫu xe VFE 35 và VFE 36. Thì cho nên đây là một trong những bằng sáng chế, hay tiếng Việt Nam họ dịch ra là đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tên tiếng Anh là US Design Pattern. Thì người phát minh cho công ty VinFast là một người Ý tên là Filippo Perini và cư ngụ tại Moncalieri, Ý. Và cái công ty nộp đơn chúng ta thấy là VinFast Trading and Production Limited Liability Company, Hải Phòng, Việt Nam. Và tên của nó là Electric Car, tức là đăng ký về xe điện, và nộp đơn vào ngày 31 tháng 8 2018. Trước đó vào ngày 20 tháng 3 năm 2018 thì kiểu dáng xe điện này đã được nộp tại Việt Nam. Thì qua một cái quá trình gọi là thẩm định bởi phát minh và sáng chế của Hoa Kỳ, thì họ đã quyết định cấp một cái bằng phát minh về cái design pattern và có số là D890632S vào ngày 21 tháng 7 năm 2020, thưa quý vị. Thì theo hồ sơ của Cục Sáng chế Hoa Kỳ thì cho biết là kiểu dáng của VinFast thì có 6 cái kiểu dáng tương tự như thế hoặc là gần giống như thế. Chẳng hạn như bằng phát minh của nhà sáng chế Liu được cấp vào tháng 2 2014 là D699154, bằng phát minh D710759 của nhà sáng chế Ham được cấp vào tháng 8 2014, bằng phát minh D716695 của nhà phát minh Woodley cấp vào tháng 11 2014, D811271 của nhà phát minh Park vào tháng 2 2018, bằng phát minh D834451 cấp vào tháng 11 2018 của nhà phát minh Anton, và bằng phát minh D847026 của nhà phát minh Lips vào tháng 4 2019. Thì với cái việc cấp bằng phát minh này thì VinFast được bảo vệ, bảo hộ cho 15 năm, xin thưa quý vị là như vậy. Thì đó là một trong những cái kiểu dáng mà VinFast đã đăng ký ở Hoa Kỳ. Thì tổng cộng là có 4 kiểu dáng về xe hơi mà VinFast đã nộp vào Cục Phát minh và Sáng chế của Hoa Kỳ. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về các bằng phát minh và sáng chế về kiểu dáng xe hơi của VinFast tiếp theo đây. Tiếp theo thì một kiểu dáng được đăng ký sáng chế bởi công ty VinFast về xe điện, đó là nhóm tác giả Bonzanigo, Carlo Tulimo Maria, Nazareno Epifani, Matteo Piguzzi. Tất cả những người này là người Ý, và công ty đăng ký phát minh là VinFast Trading
and Production Limited Liability Company tại Hải Phòng, tức là công ty VinFast ở Hải Phòng, và bằng phát bên nộp vào ngày 31 tháng 8 năm 2018. Trước đó thì đã đăng ký vào tháng 2 năm 2018 và được cấp bằng phát minh vào ngày 14 tháng 7 năm 2020 với số bằng phát minh, tức là Design Patent Number là D890029, và bằng phát minh này thì được bảo vệ là 15 năm. Thì qua quá trình xét nghiệm thì cơ quan của Cục Phát minh và Sáng chế Hoa Kỳ đã tìm ra tới 7 cái kiểu dáng hay kiểu mẫu tương tự với lại hoặc là gần giống, thưa quý vị, đối với kiểu dáng của VinFast. Tuy nhiên họ đã chấp nhận và cấp bằng phát minh cho VinFast vì tuy là gần giống nhưng mà không phải giống hoàn toàn. Thì những phát minh đó có số hiệu là D693273, tác giả là Takahashi, D699154, tác giả là Liu, D835000, tác giả là Thomason, D846447, tác giả là Janin, D847026, tác giả là Lips, D854449, tác giả là Horuchi, D859211, tác giả là Nightingale, và được cấp vào tháng 9 2019. Và văn phòng công ty luật là Ladas và Perry. Xin thưa quý vị, đây là một công ty luật quốc tế có nhiều văn phòng ở Hoa Kỳ này và được thành lập vào năm 1912, tức là cách đây trên 100 năm. Đây là một trong những hãng luật lâu đời ở Hoa Kỳ. Thì có thể nói rằng với hai cái mẫu mà đăng ký phát minh và sáng chế xe điện ở Hoa Kỳ thì chúng tôi vừa nhắc đến, thưa quý vị. Còn những kiểu dáng khác thì nó lại dành cho xe động cơ xăng, cũng do VinFast nộp đơn. Và đây là kiểu dáng xe xăng của VinFast và đã được cấp bằng phát minh D869340 vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Thì cũng là tác giả Filippo Perini, người Ý, và công ty VinFast có 15 năm để bảo vệ cho kiểu dáng chiếc xe sedan này. Và đây cũng là một kiểu dáng xe sedan của VinFast khác, quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.